Bạn để viết được những cái bài rap lớp mà kiểu dạng như là của anh Vy viết ấy, là anh cũng phải sao nhỉ? Có trải qua đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì cái câu hỏi ở đây cũng dành cho anh tương tự như vậy. Là để có những bài rap để đời như thế và bad boy như thế thì anh có phải trải qua những cái điều đấy không? Tất nhiên là phải trải qua một quãng thời gian thì anh mới có thể viết ra được ấy. Vậy là tất cả những bài rap của anh cũng đều là từ trải nghiệm cuộc sống của anh. 78%, 70-80% ấy. Vậy bây giờ các bạn nghe tất cả các bài rap của anh Andre và sẽ đọc từng câu từng chữ một. Ok. Anh Andre đã từng nói là mình theo tôn chỉ và kể cả ông nội anh cũng nói là rất là nhớ là Money Over Bitch. Thì Andre có thể giải thích về cái MOB này được không? Yeah, MOB, MOE thì là Money Over Bitches, Money Over Everything. Thì với người thân thì Andre không đặt cái slogan lên trên đầu, bởi với người thân mình vẫn đặt cái chuyện tình cảm lên trên đầu. Nhưng mà với cái người mà mình chưa biết thì anh em mình định nghĩa bad boy nó rất là rộng, nhưng mà đại khái là một người rất là thẳng thắn. Yeah. Và rất là nhiều những cô gái theo, đã bao giờ anh phải từ chối một cô gái ở đấy mà theo mình dai dẳng nhá? Có. Khóc lóc theo đuổi? Có. Cũng có một vài người. Lúc đấy có cảm thấy mình phũ quá không? Cũng có cảm thấy mình hơi phũ, nhưng mà nếu mà không hợp rồi thì phải đường ai nấy đi thôi. Làm sao còn có thể ở chung được. Khóc lóc nhiều không anh? Cũng có khóc lóc, cũng có khóc lóc, cũng có mang đồ ăn. Thế ông rõ ràng có lãng mạn nhưng mà ông này ông đẩy ra. Chứ không phải là ông ấy không, là, ông ấy không thích những điều đấy. Rồi ok. Có một bạn hỏi là... Có bạn hỏi đâu rồi, có hỏi trôi đâu rồi. Em nói em sợ trai Bắc. Không sao, anh sẽ nói thử tiếng Sài Gòn. Anh nói thử tiếng Sài Gòn đấy. Anh mà nói tiếng Sài Gòn nghe rất là quê. Đang mặc hiện nay tổng giá trị là bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ đi từng món một. Let's go. Kính Gentlemanster khoảng 5 triệu. 5 triệu ding. Quần và áo đều của Zara. Khoảng quần 1,5 triệu, áo 1,5 triệu thôi. 3 triệu, 5 triệu là 8 triệu. Yeah. Ok. Versace. Versace này cái này anh cũng vừa mua là bao nhiêu nhỉ? 12 triệu hay sao ấy. What the? Còn cái giá trị nhất trên người. Ôi cuộc sống này. Dạ. Giá trị nhất là bao nhiêu? 18.000. Í. 18.000 à? Rolex. Cho em đứng gần em nhìn được không anh? Thấy. nó có cái gì ấy nhỉ? À, để thì mà... cái thương hiệu Rolex này thì nó đắt thôi. Ở trong là kim cương ấy. Dạ yeah, đúng rồi. 18.000 là tính là bao nhiêu tiền nhỉ? 370. Gần 400. 400 triệu. Ôi, 400. Ờ, ý đó, tay bỏng. Rồi, phụ kiện của anh là anh đeo một bên đúng không? Ừ, đúng rồi. Phụ kiện là có... Mấy phụ kiện này thì cũng khoảng 1-2 triệu thôi. Mà nói sao?